Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hôm nay thì thị trường của chúng ta trải qua một cái phiên tích lũy và có một cái sự rung lắc trong một cái biên độ khoảng tầm 10 điểm và kết phiên thì thị trường đóng cửa xanh 3,36 điểm tương đương với 0,3% về cái vùng 113 13.82 điểm và cái thanh khoản khá là tốt trong ngày hôm nay 20.200 tỷ. À, xét về các cái nhóm ngành thì chúng ta có nhóm chứng khoán tăng khá là mạnh vào cuối phiên, chúng ta có nhóm banh à, thì là một cái nhóm giữ nhịp cho thị trường thôi. Hôm nay thì chúng ta có một cái nhóm cực kỳ nổi bật đấy là nhóm bất động sản các cổ phiếu như Đất Xanh, như Novaland thì trong cái buổi sáng khi mà có cái Uh, buổi livestream với cùng với anh chị thì Nam đã chia sẻ cái nhóm này là hôm nay nó vượt qua các vùng giá ví dụ đất xanh quanh vùng giá 21, Novaland quanh vùng giá 17 là đấy là những cái thời điểm mà anh chị có sẵn hàng anh chị có thể gia tăng thêm, canh những cái nhịp rung lắc và hôm nay thì bên mình cũng có lấy thêm đất xanh ở quanh vùng giá 20 8 21 anh chị nhá lấy thêm cổ phiếu này, hôm trước thì bên mình lấy quanh 19 rồi đó, thì hôm nay bất động sản bật tăng khá tốt, HDC thì là cổ phiếu mà chúng ta cũng đã tham gia trong cái nhịp trước và hôm nay bật tăng 5% khá là ổn À, chúng ta có nhóm dầu khí thì hôm qua bật tăng hôm nay điều chỉnh tích lũy lại bình thường bất động sản khu công nghiệp thì hôm nay à, cũng được kéo vào cuối phiên đúng không xanh nhẹ vào cuối phiên chúng ta có nhóm đầu tư công thì đầu phiên sáng nó tăng khá tốt đúng không à, tuy nhiên là đến à, giữa phiên và đến cuối phiên thì à, anh chị thấy là nó cũng chỉ ở một cái vùng tăng ở mức bình thường thôi thì à, đấy là cái sự vận động của thị trường trong khi phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta nhìn một chút về hành động của khối ngoại thì hôm nay khối ngoại bán dòng khá mạnh nên chị nhé bảy trăm 14 tỷ nhưng mà trong đó thì đã có tới 452 tỷ của cổ phiếu VP Bank rồi và bán dòng với HM, MVG, VRE các cổ phiếu trụ và mua 100 tỷ cổ phiếu STB Thế thì với cái sự vận động của thị trường cũng như là cái hành động của khối ngoại và cái vận động của các cái nhóm cổ phiếu thì trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thị trường sẽ có cái biến động như nào thì Nam cùng anh chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem là cái cổ phiếu nào hiện tại đang là cái cổ phiếu uh, siêu mạnh ở trên thị trường thì uh, nào cùng với chị sẽ cùng nhau tìm hiểu trong cái video này anh chị nhé Rồi chúng ta sẽ uh, nhìn uh, về thị trường. Thì trước khi uh, vào cái nội dung đánh giá cái phần số 2 về thị trường ấy thì anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like giúp anh em nhé Hôm nay thì uh, anh chị thấy là uh, chúng ta có có gia tăng được uh, một số các cái cổ phiếu đúng không? Một một số các cổ phiếu. Chúng ta mua VCI vào đầu phiên sáng này đúng không? Quanh cái vùng giá 42 À, cuối phiên thì nó cũng bật tăng, à, chúng ta mua thêm gách này, gách thì à, đầu phiên sáng chúng ta mua và khi nó break thì chúng ta mua thêm này, chúng ta mua được DCM. Đấy, một vài cổ phiếu như đất xanh thì hôm trước chúng ta đã mua quanh cái vùng giá à, 19 19.x thì hiện tại bây giờ à, chúng ta canh những nhịp rung lũ trong ngày hôm nay thì chúng ta mua thêm quanh vùng giá 20.8 21, đúng không ạ? Chúng ta có một vài cổ phiếu như là HCM hôm nay chúng ta gia tăng thêm khi mà nó vượt qua vùng giá 30, chúng ta mua SHS vào cuối phiên. Và anh chị thấy là Uh, hiện tại thị trường của chúng ta có một cái sự tích lũy khá là tích cực. À, góc nhìn của em Nam là hôm nay thị trường có một phiên rung uh, lắc với một cái biên độ là 12 điểm từ cái vùng 1103 cho đến 1115 khá là tích cực. Các cái nhóm ngành thì đa phần có cái sự giao dịch khá tích cực ở cái vùng giá hiện tại và chúng ta đã tham gia được một, các cái uh, trong các phiên trở lại đây thì bên mình đã tham gia rất là nhiều cái cổ phiếu rồi. Anh nhá. Hiện tại thì uh, chúng ta đang chờ các cái nhịp mà thị trường nó tích lũy và bật tăng và như cái video hôm qua em có chia sẻ với anh chị thì mình đang chờ uh, cái ngày thứ hai hoặc là nhanh thì vào chiều ngày thứ sáu thì chồng chúng ta sẽ có thể có những cái nhịp bật tăng vượt qua cái vùng 1120 để hướng đến các cái vùng xa hơn anh chị nhé thì uh, em có đánh giá thêm một cái câu là thị trường cần tích lũy thêm một đến hai phiên nữa để lấy thêm lực vượt qua một một hai mươi và khi vượt một một hai mươi một lần nữa thị trường sẽ hướng đến một một năm mươi và xa hơn là nghìn hai tuy nhiên là cái nghìn hai này là một cái vùng mà khá là xa thì trước mắt thì chúng ta sẽ hướng đến cái mục tiêu là vượt một một hai mươi và hướng đến 1150 trong cái thời gian trong các cái phiên giao dịch tiếp theo trong tuần sau anh chị nhé à, tùy vào cái diễn biến thị trường thì nam sẽ cập nhật về cái, cái cái các cái target mục tiêu sau đó thì đấy là cập nhật nhanh anh chị một chút về dung khách hàng thì anh chị nào mà muốn vào trong dung khách hàng thì cứ liên hệ với số điện thoại 096 398 3379 thì nam sẽ hỗ trợ anh chị vào dung anh chị nhé còn về thị trường ở thời điểm hiện tại thì anh chị có thể thấy là chúng ta đã liên tiếp có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 phiên tích lũy liên tục ở trên cái đường M20 và M20 hiện tại nó đã bẻ ngang ra đúng không ạ bẻ ngang ra và đang là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh cho index thì chúng ta có phiên thứ sáu và phiên thứ hai là thị trường chịu những cái sức ép đến từ các cái thông tin tiêu cực từ họ nhà vin cũng như là tin về vạn vạn định phát và hai phiên giao dịch trở đây thì thị trường đang có những cái sự giao dịch mà em nam đánh giá là rất là tích cực ở cái vùng hiện tại khi mà chúng ta thấy là cái biên độ giao dịch của thị trường nó đã bắt đầu có những cái sự chặt chẽ và thị trường vẫn đang giao dịch trên đường mai 20 đúng không ạ và cái Bollinger band đang có cái xu hướng mở ra anh chị nhìn về cái bộ công cụ về ichi ấy, thì mọi người có thể thấy được rằng là uh, việt nam cho dịch mọi người có thể thấy được rằng là cái trạng thái hai cái kiếm tay can và cái thì bắt đầu từ phiên giao dịch ngày thứ sáu là bắt đầu cái 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 Kizun phẳng ấy đúng không ạ cái run phẳng này bắt đầu nó tịnh tiến lên anh chị thấy không ạ ngày mai thì nó vẫn còn phẳng nhá tức là khi mà cái run phẳng này nó có cái 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 hàm ý rằng là nó đang hút cái giá về và khi mà nó đẩy lên đúng không nó đẩy lên tức là nó không còn là cái vùng cân bằng nữa tức là chúng ta mất đi cái vùng cân bằng ở đây thì khi đấy thì thị trường nó sẽ có cái gọi là có cái cơ hội để nó bật tăng đúng không khi nó đẩy lên nó hỗ trợ cho đường giá và anh chị thấy Ben đang mở và hiện tại thì chúng ta đang đi qua một cái eo mây đúng không anh chị thấy là đây là một cái eo mây không phải là quá dày. Hiện tại thì chúng ta đang vướng ở cái vùng 1136 là cái vùng khách sạn trong tuần đấy. Thì hiện tại bây giờ góc nhìn của em Nam là thị trường nó cần bật vượt 1120 để nó chinh phục cái vùng 1136 và khả năng chúng ta sẽ vượt 1136 trong tuần sau. Đấy anh chị nhá, sẽ vượt 1136 trong tuần sau để phá cái khách sạn tuần. Bởi vì hiện tại bây giờ trên cái thị trường của chúng ta nhìn về các cái cổ phiếu thì rất nhiều cổ phiếu nó đã phá được khách sạn tuần rồi chúng ta thấy nhóm chứng khoán phá khách sạn tuần rất nhiều như là VND, SSI, SHS, HCM hay là VCI hôm nay thì HCM bắt đầu mới phá khách sạn tuần thì hôm nay bên mình lấy thêm VCI thì hôm nay đã phá khách sạn tuần và chúng ta cũng có cái nhịp giải ngân và có cái 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 lực tăng khá tốt trong ngày hôm nay thì hiện tại rất nhiều có cổ phiếu nó đã phá khách sạn tuần nhé do vậy cho nên là thị trường của chúng ta thì góc nhìn của em Nam là sớm hay muộn thôi sớm thì là thứ sáu tuần này mà muộn đấy thì là tuần sau thì góc nhìn của em nam là thị trường sẽ sớm phá được khách sạn tuần. Đấy, do vậy cho nên là tất cả những cái nhịp rung lắc ở trong phiên ngày hôm nay thì bên mình vẫn mua rất là nhiều chị nhắc đến phiên chiều bên mình vẫn lấy thêm một vài cổ phiếu uh, chứng khoán đúng không ạ? Uh, phiên sáng thì chúng ta mua uh, các cái cổ phiếu uh, đầu tư công quanh tham chiếu thì uh, đầu tư công hiện tại thì lát nữa là sẽ phân tích kỹ về cái nhóm đầu tư công hơn. Uh, thì nhóm đấy thì uh, hiện tại nó đang đi nền thì khả năng uh, trong các cái phiên rồi tiếp theo nó sẽ nổ cùng với thị trường thôi anh chị nhá do vậy cho nên là <laughs> thị trường hiện tại thì góc nhìn của em nam là khá thuận và dòng tiền vẫn đang được duy trì anh chị nhá dòng tiền vẫn đang được duy trì xét về một cái chỉ báo thì chúng ta thấy MACD nó gần lên đến không rồi bây giờ nó là âm 0,99 đúng không nó chỉ còn uh, nhích lên một mai mà tăng điểm đúng không? hoặc là thứ sáu tăng điểm vượt qua một một hai mươi thị trường nó vượt qua cái đường ba năm mươi là khi đấy anh chị ra thấy dòng tiền nó vào thị trường nó còn mạnh hơn đúng không do vậy cho nên là thị trường thời điểm hiện tại thì góc nhìn của em nam là cứ rung lắc là cơ hội và chúng ta cũng đừng có kê các cái cổ phiếu ở các cái vùng giá thấp quá ấy. đúng không chúng ta thấy là rung lắc hôm nay nó chỉ rung lắc trong phiên mà hôm qua trong cái video ngày hôm qua nam nói với chị là thị trường nó làm sao nó có một cái biên độ giao dịch khoảng tầm 10 điểm thôi thì hôm nay nó khoảng 12 điểm thì nam đánh giá là khá tích cực vì ngày mai nếu như nó tiếp tục là một cái phiên rung lắc như vậy đúng không thì uh, nó vẫn là những cái sự tích cực của thị trường và nam đánh giá là uh, ngày thứ sáu vượt là đẹp nhất đúng không? ngày mai thì thật ra nó tích lũy thêm một phiên nữa nó bật hoặc là thậm chí là tích lũy thêm hai phiên trong tuần này để thứ hai nó bật cũng là đẹp nhất. tóm lại là thời điểm hiện tại góc nhìn của em nam là uh, hiện tại cái cửa để thị trường thị trường của chúng ta nó bật tăng là cao hơn uh, rất là nhiều so với cái cửa thị trường rơi anh chị nhá Do vậy cho nên là chúng ta cứ tự tin tham gia vào thị trường. thì hôm nay anh chị thấy là bên mình mua cũng tương đối là uh, các cái phiên trở đây chứ không phải hôm nay anh chị thấy là chúng ta tham gia khá nhiều cổ phiếu và hiện tại đều có mức lợi nhuận khá tốt. Các cổ phiếu bất động sản này, các cổ phiếu chứng khoán, các cổ phiếu uh, Uh, dầu khí đúng không ạ? Rất nhiều các cái cổ phiếu mà em Nam đã chia sẻ với chị trong uh, trên livestream cũng như là trong các cái video. Đó. Thì uh, thế thì uh, từ nãy giờ anh chị thấy là mình chia sẻ với chị uh, rất là tích cực về thị trường đúng không ạ? Rất là tích cực. Thì quả thật là mình uh, hiện tại những cái gì mà chúng ta dữ liệu chúng ta đang có thì thị trường nó đang ủng hộ cho một cái xu hướng tăng uh, tương đối là cao. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải phòng thủ trong trường hợp mà thị trường nó mở biên rơi xuyên thủng qua vùng 1085 đấy thì lúc ấy thì khả năng là chúng ta sẽ phải tất toán toàn bộ vị thế lỗ cũng phải bán đấy chị nhé đấy thì tất nhiên là cái xác suất đấy thì thật ra nói thật với anh chị bây giờ nó rất là thấp đấy, nhưng mà biết đâu đấy trên thị trường chứng khoán nó xảy ra thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý nếu như mà nó xuyên thủng vùng 1085 với một cái thanh khoản lớn mở biên rơi thì chắc chắn là chúng ta phải tất toán anh chị nhé phải tất toán nhưng mà mọi người, mình nói vậy để cho anh chị biết rằng là chúng ta luôn phải có một cái kịch bản đường lùi đúng không? Còn về cơ bản thì góc nhìn của em Nam là thị trường hiện tại đang tích lũy và giao dịch rất là tích cực. Nhìn về các cái cổ phiếu thì mình cũng thấy là cũng đang tương đối là tích cực. Đấy, do vậy cho nên là chúng ta phải đặt cược, anh chị nhé. Đúng không? Khi mà chúng ta đã xác xác nhận rằng là cái cơ hội bật tăng của thị trường nó cao thì chúng ta phải phải chơi, đúng không? Bây giờ bây giờ chúng ta đang đánh bài, ví dụ anh chị như đánh bài đi. Bây giờ mọi người đã xác định là à, ví dụ anh chị chơi poker, anh chị cầm trên tay hai con át hoặc hai con ca thì chúng ta phải chơi chứ đúng không chả nhẽ lại úp bài xuống đấy thì bây giờ mình cầm hai con ca mà mình vẫn thua thì lúc ấy mình phải cắt lỗ thôi đúng không cái xác suất nó rất là thấp đấy thì do vậy cho nên là thời điểm hiện tại thì góc nhìn của em là uh, chúng ta <laughs> sẽ lựa chọn các cổ phiếu để tham gia đúng không tuần trước thì em có nói với anh chị ấy, là tuần trước thì bên mình chốt lời đó tuần trước ở cái vùng một một ba hai mươi sáu một ba sáu bên mình chốt lời cực kỳ nhiều đúng không? Kể cả có các thông tin tích cực từ từ thị trường thế giới nhưng mà vẫn, mình vẫn chốt lời bởi vì là trong tuần trước thì có nói với anh chị là thị trường nó chưa đủ lực để bật tăng. Thì tuần này ấy, thì trong cái buổi livestream cuối tuần thì Nam có nói với anh chị là tuần này thì bên mình canh mua thì hiện tại từ thứ hai, thứ ba, thứ tư bên mình mua khá nhiều anh chị nhá. Thì mình đang đặt cược cho một cái nhịp mà thị trường nó break vượt được cái vùng 1120 để nó tiến đến cái vùng 1150 thậm chí là về cái vùng 1200 anh nhá thậm chí là cái mục tiêu của chúng ta về vùng 1200 là có thể xảy ra tuy nhiên thì cái đấy thì cũng là hiện tại thị trường nó còn khoảng tầm 90 điểm nữa nó còn khá là xa đấy do đó cho nên là cái vùng này thì chúng ta sẽ xem xét sau đấy nhưng mà trước mắt nhá thị trường vượt 1120 đúng không bây giờ còn 7 điểm nữa là vượt thì mình đang tham minh là vào thứ sáu Nó chậm thì vào thứ hai thì khi đấy thì chúng ta sẽ hướng đến cái vùng 1150 11 à thật ra là 1155 đây mới là vùng kháng cự anh chị cái vùng đỉnh cũ này đấy, đây mới là vùng kháng cự này nhá anh chị nhá ok không ạ thì đấy là cái điều mà nam muốn chia sẻ với chị trong cái cái buổi cái cái video ngày hôm nay Và tất nhiên thì mình luôn có một cái để ghim cái cái cảm xúc của anh chị xuống đấy là chúng ta luôn có cái kịch bản tiêu cực đúng không đấy, ví dụ mình cầm hai con ca mà mình vẫn thua thì thì đấy là, là là là, là do mình đen thôi anh chị đúng không là do mình đen thôi thì trong trường hợp mà thị trường nó mở biên rơi xuyên thủng một nghìn tám thì chúng ta sẽ tất toán toàn bộ vì thế anh chị nhé luôn có một cái kịch bản phòng thủ cho các anh chị ok thì đấy là về thị trường chung ở thời điểm hiện tại anh chị đang tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay anh chị mà chưa like thì nhớ like mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh cảm ơn anh chị rất là nhiều đã quan tâm đến cái video của nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em nam anh chị nào mà quan tâm đến zoom khách hàng đúng không để vào nhận được các cái bản tin và các cái điểm mua bán một cách cụ thể điểm cắt lỗ chốt lời như thế này thì anh chị có thể là liên hệ với cả em nam theo số điện thoại 0963983379 việt nam hỗ trợ anh chị vào trong các cái zoom vip và điều kiện để vào zoom thì anh chị sẽ cần có một cái tài khoản vps anh chị nếu mà chưa có thì anh chị gửi căn cước công dân thì em Nam sẽ hỗ trợ mở giúp cho anh chị. Còn nếu như anh chị đã và đang giao dịch ở bên VPS rồi thì anh chị có thể là đăng nhập vào app nhé. Đó, anh chị làm theo cái hướng dẫn sau đây để chuyển ID, đăng nhập vào app, bấm vào cái avatar ở đây, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận rồi vào cái phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại ở trên góc phải để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị vào Zoom VIP anh chị nhé. Anh chị nào mà chưa có điều kiện về việc mở tài khoản hay là chuyển ID, anh chị có thể tham gia dịch thức thu phí. Cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Anh chị cứ liên hệ với cả em Nam để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị. Hiện tại thì câu lạc bộ ITP cũng đang cung cấp các cái dịch vụ ủy thác đầu tư và quản lý tài sản. Anh chị nào muốn ủy thác đầu tư cho câu lạc bộ ITP thì liên hệ với cả Nam để Nam sẽ gửi cho anh chị các điều khoản cụ thể để chúng ta cùng nhau làm việc anh chị nhé. Bây giờ thì uh, uh, bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần số 2 là đánh giá về các cái nhóm cổ phiếu và Nam sẽ đi lần lượt qua các cái nhóm cổ phiếu để chúng ta đánh giá xem đâu là cái cổ phiếu mạnh nhất đúng không cổ phiếu siêu mạnh ở thời điểm hiện tại anh chị nhé thì chúng ta sẽ đi đến cái nhóm bất động sản đầu tiên thì hôm nay chúng ta có con đất xanh vượt đỉnh đúng không thì cái mục tiêu của đất xanh sẽ là quanh 23 thì hôm qua Nam có nói với anh chị rồi nó vượt qua 21 là để mua thì hôm nay nó vượt qua 21 thì lúc ấy thì Nam biết là trong dung khá là nhiều anh chị không kịp mua nhưng mà Nam còn nhắn với anh chị là anh chị cứ canh dung lắc giúp Nam quanh cái vùng giá 20.8 là anh chị mua được đúng không 20.8 là anh chị mua được ví dụ như là đất xanh này. Anh chị uh, đây Nam còn nhắn với anh chị này. Đây. À, vượt cả này, nếu rung rũ uh, trong phiên 20.8 21 nhà đầu tư sẵn hàng ra tăng thêm và mục tiêu là đỉnh cũ 23 anh chị nhá. Đấy mục tiêu trong nhịp này của đất xanh sẽ là 23. ba à, thì tất nhiên là đi lên nó còn rung lắc thì uh, ví dụ như trong các cái phiên tiếp theo mà nó tiếp tục rung lắc quanh vùng giá 20.8 uh, dưới 21 anh chị vẫn lấy được để chúng ta uh, đánh về cái mục tiêu 23. Tất nhiên là hôm nay nó đã phá cản rồi hôm trước thì tại sao nó lại cản 21 là vì anh chị nhìn đây này đấy, cái cây mà nó thủng đây đây là cái cản 21 đúng không hôm nay nó phá rồi anh chị thấy vôn to Ben bắt đầu mở ra thì tất nhiên đây nó không phải là một cái trạng thái breakout out mạnh mà nó chạy mất được đấy cho nên là nó sẽ vẫn phải tích lũy để nó tăng và mục tiêu thì có nghĩa của em Nam là 23 nhé hôm nay chúng ta có Novaland đúng không Novaland thì nó cũng tương tự như con 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 đất xanh thôi hôm nay nó phá khách sạn tuần anh chị nhìn đây tuần đây này. Đấy. <laughs> Đấy, khách sạn tuần của nó thì ở 17.2 thì hôm nay nó phá, đúng không ạ? Nó phá khách sạn tuần. Thì uh, đấy là một cái điều tích cực của con Novaland và trong khung ngày thì nó cũng vượt qua các cái vùng đỉnh gần nhất sau một cái nhịp. Tại sao trong tuần trước ở đây thì em báo anh chị bán, đúng không? Và ở đây thì chúng ta mua lại. Đấy ở đây chúng ta mua lại và bắt đầu nó có một cái nhịp uh, bật tăng trần thì uh, là bởi vì ở đây nó chưa đủ lực vượt, nhưng mà ở đây thì nó có thể vượt được. Đúng không? Đây là một cái phiên tương đối là ổn thì con Novaland thì góc nhìn của em Nam nhé là nó sẽ tiến về cái vùng này quanh cái vùng giá 17.18.5 năm quanh cái đường đường đỉnh, mô hình hai đỉnh của nó mà bị thủng ở đây này đó hôm trước <laughs> cách đây khoảng tầm hai tháng anh chị còn nhớ là ở đây em báo anh chị bán rất nhiều đúng không những cái cây mà nó hồi phục nó bùn cáp lên như này này báo chị bán rất nhiều thì bây giờ cái chỗ này nó sẽ là cái vùng kháng cự rất mạnh của Novaland đấy thì anh chị lưu ý cái vùng này sẽ là vùng bán nhé vùng bán trong ngắn hạn thì anh chị tất nhiên về chung và dài hạn Novaland thì mình không không đầu tư anh chị nhá con này cái doanh nghiệp của nó còn nhiều vấn đề lắm Hôm nay chúng ta có HDC này. HDC thì bên mình đang có HDC. Con này mục tiêu thì mình sẽ hướng đến cái vùng giá 38 và 38.3 đối với HDC. Ok không ạ? Đấy, đấy là HDC nhá. Ok chưa? Vâng. con này thì hôm trước mua quanh vùng giá 34, rất là ổn rồi, quanh 35.x, à 34.5. Một số anh chị có hỏi mua thì Nam đều bảo anh chị là mua được. Hôm nay thì nó bị bán khá mạnh vào vào đầu phiên sáng, đúng không? Có một số anh chị có hỏi em Nam là có bán hay không thì Nam bảo là về cơ bản thì nó vẫn ở nền hiện tại trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy đất bất động sản đang rất là khỏe thế anh chị vẫn có thể nắm được còn anh chị nào mà lo lắng thì anh chị bán chuyển đổi qua chứng khoán đúng không chuyển đổi qua chứng khoán thì thì có một số anh chị hỏi em thì em bảo là chuyển qua vci cũng được với vci nó mới quanh giá 42 mươi x thôi đấy, tất nhiên là đến nếu anh chị lo sợ thôi chứ còn về cơ bản góc nhìn của em thì em thấy là nó cũng chả có vấn đề gì anh chị nhá nó vẫn ở nền thôi thì hôm nay nó kéo vào cuối phiên thì cái mục tiêu trong ngắn hạn là quanh 38 mươi nhá chúng ta có cổ phiếu đích đích thì hiện tại nó vẫn đang giữ được kênh tăng thôi nhưng mà cổ phiếu này em không pick là sở dĩ là vì cái nền nó hơi dốc anh chị. Đấy nền nó không không đẹp nhưng con đất xanh ấy. cho nên là em không pick, nền của nó đất xanh đây nó đẹp hơn. Đấy, thì tất nhiên là tăng thì nó vẫn tăng thôi, mục tiêu thì của nó sẽ là quanh 27.5 đến 28 nhé Đấy con đích này. Đấy, mục tiêu quanh đây. Rồi tiếp theo chúng ta có cổ phiếu KDH. KDH thì hiện tại giao dịch vẫn ổn anh chị. Anh chị vẫn giữ được không vấn đề gì. Con này mục tiêu là 33.5. năm, tất nhiên là nó sẽ là cái cổ phiếu mà mình hay nói trêu với anh chị là cổ phiếu ông già ấy đúng không đấy tức là nó nó chậm chứ nó không thể nào nó chạy nhanh như thanh niên như kiểu là, là đất xanh hay là 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 Novaland thì nó không thể nào nhanh như vậy được còn đây là cổ phiếu nó nó, nó chậm hơn nhá là Nam Long này Nam Long cũng vượt đỉnh rồi đấy, như này là vượt đỉnh rồi anh chị nhé vượt đỉnh ngắn hạn này đấy, nó sẽ hướng đến các cái mục tiêu xa hơn là quanh giá hai ba thì khi mà các cổ phiếu nó đi từ dưới đi lên ấy, thì nó cứ vừa đi nó phải xử lý cản anh chị nó lên vùng này thì chị cứ chốt nó chốt xong nó tích lũy tích cực đấy chị lại mua cũng được anh chị để tránh trường hợp mà nó lên đây nó tích lũy không thành công nó rơi đúng không thì đấy là lý do ví dụ như là con đất xanh thì hôm trước em báo với anh chị là là, là là là, quanh cái vùng này anh chị chốt nhưng mà nếu mà nó tích cực thì nó có những nhịp rung rũ chúng ta mua lại quanh vùng giá 19.x này đấy, rất, rất là ok nhá sell sell thì hơi yếu hơn một chút anh chị nhưng mà nó trạng thái nó vẫn ổn nó không có vấn đề gì đâu nó đang tích lũy tích cực ở trên m20 và tích lũy trên cực ở trên các cái đường tây can và kijun nhé không có vấn đề gì anh chị tiếp tục cầm khả năng là sell nó sẽ có những cái nhịp nó bật lại vùng 25 ấy anh chị cứ cầm nhé 25 sẽ là cản của sell rồi đấy là bất động sản chúng ta sẽ đi vào nhóm chứng khoán chứng khoán thì chúng ta có SSI các con này anh chị thấy là như nam nói với anh chị là nó phá khách sạn tuần đúng không con này phá khách sạn tuần này đấy và đang tích cực hướng lên thì góc nhìn của em là con này khả năng nó về đỉnh cũ nói chung là nhóm chứng khoán ấy, góc nhìn của em nhé cản con này là quanh 34 nhưng mà khả năng nó sẽ phá được và nó về được đỉnh cũ còn chứng khoán đang vẫn đang rất khỏe anh chị Đấy, chứng khoán vẫn là những cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta đang view với nhau là thị trường đang tích cực vượt 1120 để hướng đến 1150 thậm chí hai thì góc nhìn của em là thị trường mà chỉ cần về vượt được 1120 thôi cái nhóm chứng khoán này nó sẽ nổ lên đây và khi thị trường tiếp tục tăng lên 1150 là thậm chí là nhóm chứng khoán nó đã về đỉnh cũ rồi đúng không Đấy, khi mà thị trường nó về 1150 thì em đánh giá là chứng khoán sẽ về đỉnh cũ VND hiện tại đang có cái cản ở đây ở đây thì nó phải xử lý cản anh chị nhé hôm nay mình không pick VND bởi vì sở dĩ là nó đang gặp cản ở đây thôi hôm nay mình pick con VCI này đúng không VCI này chúng ta pick thêm con HCM này Đấy, vì hôm nay HCM nó phá khách sạn tuần đúng không ạ nó phá khách sạn tuần và nó đang bắt đầu có các tín hiệu vượt đỉnh đi lên thì mục tiêu của HCM quanh vùng giá 31.5 còn VCI thì mục tiêu của nó quanh cái vùng giá 45 đến 46 ở đây này Đấy, anh chị nhá mục tiêu nó ở đây rồi chúng ta có SHS này Đấy, SSS thì hôm nay bắt đầu vượt này Bắt đầu vượt đỉnh này Đấy thì anh chị thấy là con này nó sẽ giống như con VND ở thời điểm hiện tại này Đấy nó giống như con VND cái đoạn này nó gặp cái đỉnh ở đây Đúng không? Đấy thì bây giờ con VND khả năng nó sẽ phải xây nền quanh đây Em nghĩ là nó chưa tăng được ngay đâu Nó có rướn lên nó bị bán lại thôi Chứ còn SHS thì anh chị thấy là nó đã xây nền ở đây được 2 tuần này 1, 2, 3, 4 đấy Từ cái ngày uh, mùng uh, 10, 11 tháng 9 đây này À từ mùng 9 tháng 11 đây này mùng 8 tháng 11 đây này Nó xây nền ở đây này Nó gặp vùng đỉnh cũ đúng không? Đấy, thì bây giờ anh chị thấy là đây là một cổ phiếu rất là tiềm năng và góc nhìn của em là thị trường nó chỉ cần về 1150 thôi là con này về đỉnh cũ đây là cổ phiếu rất tốt nhé mục tiêu thì quanh vùng giá 20.521 đúng không à, con này ok anh chị hôm nay thì bên mình mua con này quanh 18 18.2 nói chung là vẫn ok nhé à, tiếp theo chúng ta có VIX này VIX bắt đầu cũng có cái thời gian tích lũy và xử lý cả khá tốt con này thì mục tiêu của nó thì có thể về được cái vùng giá 18.5 nhé Đấy, thì quanh vùng giá hiện tại quanh 17 anh chị vẫn lấy được VX. chúng ta có con uh, này, chúng ta có con uh, uh, chúng ta có MBS này đấy. con này thì mục tiêu về lại cái quanh cái vùng giá 23.4 nhé 3.4 23 rồi đấy là nhóm chứng khoán đấy anh chị Nói chung là nhóm chứng khoán thì nó sẽ là cái nhóm đi theo thị trường cái nhịp này anh chị mà chúng ta đang view thị trường tốt thì nhóm chứng khoán khả năng nó sẽ tăng thôi uh, tiếp theo là chúng ta có cổ phiếu uh, nhóm thép, nhóm thép thì uh, nó ở cái vùng này anh chị thấy là nó đã về đỉnh cũ rồi. Thị trường của chúng ta nó mới uh, chưa mới ở 1110 đấy, 1113 đấy, đúng không? Nó còn cách đỉnh cũ khoảng 150 điểm thì nhóm thép nó đã về đỉnh cũ rồi. Nó cho thấy là một cái nhịp tăng rất mạnh của nhóm thép. Thì uh, góc nhìn của em ấy, gần đỉnh cũ này thì khả năng nó phải tích lũy thêm nhá. Như hôm qua em có nói với anh chị ấy, là nó phải tích lũy nó kéo dần cái đường hai 20 lên. Đấy thì qua tuần sau nó có khả năng nó vượt được Nam Kim cũng thế anh chị. Đúng không ạ? Nam Kim cũng thế. Đấy, nó gần đỉnh cũ này hôm nay nó cũng được kéo vào cuối phiên nhưng mà góc nhìn của em là cái lực tăng của nó chưa đủ anh chị m 20 nó còn cách xa quá đúng không nó còn cách cách khá là xa đấy cách khá là xa anh chị nhé chúng ta có HPG này cũng thế thôi cần tích lũy thêm mấy con này tích lũy thêm ở cái vùng này thêm khoảng tầm hai ba phiên nữa đấy, qua tuần sau thì nó có thể tăng được VGS này <laughs> VGS cũng về đỉnh cũ này nói chung là nhóm thép về đỉnh cũ hết rồi nhóm thép thì hôm nay mình cũng không pick được anh chị nó em nghĩ là nó cần tích lũy thêm Đấy, khả năng tăng thì nó vẫn có thể nhưng mà em nghĩ là cần kỹ thêm <laughs> rồi đấy là VGS anh chị à, tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về cái các cái nhóm khác nhóm bất động sản khu công nghiệp thì bên này nhóm này thì em vẫn đang chờ anh chị nhé cái này vẫn ở đây thì em bảo anh chị là chưa mua được đúng không Đấy thì uh, thật ra chúng ta đã tham gia cái phiên ngày uh, bùng nổ theo đà vào ngày 18 tháng 11 rồi thì vẫn đang nắm thôi nhá. Thì uh, SFC này đúng không? SFC này tiếp tục tăng này. Con này là con khỏe nhất anh chị, nó đã vượt đỉnh rồi. Thật ra là uh, cái khi mà nó vượt đỉnh thì nó phải test về các cái vùng giá 42.x thì chúng ta mua được nhưng mà nó không test về thì nó quá điểm nhé Nó quá điểm thì chúng ta cũng chưa có điểm mua anh chị nhé uh, Còn về cái mục tiêu tăng thì khả năng nó vẫn tăng thôi anh chị. Thì anh chị nào cầm cổ phiếu này thì anh chị cứ kẻ giúp Nam một kênh giá dốc như này. Đấy thì nó không vi phạm gì thì anh chị cứ cầm chúng ta có con uh, vgc hôm nay cũng đang có cái cơ hội để vượt đỉnh này đúng không nó đang gầm đỉnh cũ này à, nó đang khá khỏe anh chị kỳ vọng là con này nó vượt đỉnh được nhé kỳ vọng nó vượt đỉnh được vgc nó vượt đỉnh được thì nó giống như con ssc Như khả năng vượt thôi anh chị bây giờ cái nhóm bất động sản khu công nghiệp thì thật ra là nó cái nền nó ở chỗ này em thấy là nó hơi lỏng tuy nhiên là chúng nó có con ssc nó vượt đỉnh rồi thì các cái con còn lại khả năng nó sẽ từ từ nó vượt thôi idc cũng thế hôm nay thì nó không không được nó không không nó không tăng mạnh. Tuy nhiên là cái trạng thái của nó nắm giữ thì vẫn ổn. Bên em thì em vẫn khuyến nghị khách hàng tiếp tục nắm nhé. Vẫn khuyến nghị tiếp tục nắm. Uh, tiếp theo uh, các con như KBC mấy con này thì uh, góc nhìn của em là yếu hơn KBC với cả GVR là các cổ phiếu hạng hai. Anh chị lấy thì vẫn lấy được ở quanh vùng giá này nhé. Vẫn lấy được nó vẫn tích lũy thôi. Khả năng nó vẫn tăng đấy, vẫn tăng đấy. Ok anh chị, anh chị đang tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay anh chị mà chưa like thì nhớ like mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành thì nhớ về với đội của em Nam nhé. Thì liên hệ với số điện thoại 0963983379 để trở thành khách hàng của em Nam. Anh chị mà chưa có tài khoản thì anh chị sẽ cần có một cái tài khoản VPS. Anh chị nếu mà chưa có thì anh chị gửi căn cước công dân thì em Nam sẽ hỗ trợ bởi giúp anh chị. Còn nếu như anh chị đã có tài khoản rồi, anh chị có thể là chuyển ID về bằng cách là bấm vào avatar này, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn này, nhập cái mã ID r 808 ra Nguyễn Ngọc Nam cho nó tích vào các cái dấu tích này bấm xác nhận rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để nam hỗ trợ thêm cho anh chị vào anh để anh chị vào trong các cái zoom vip để chúng ta cùng nhau đồng hành và đầu tư anh chị nhé anh chị nào chưa có điều kiện tham gia zoom khách hàng theo hình thức là mở tài khoản hay chuyển đấy đi ấy, thì anh chị có thể tham gia hình thức thu phí cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi anh chị cứ chủ động liên hệ nhé thì em sẽ hỗ trợ anh chị số điện thoại là 096 398 3379 Hôm nay thì mình sẽ đi phân tích một số các cái cổ phiếu. Hôm nay bên mình có mua đúng không? Hôm nay chúng ta có lấy gách vào đầu phiên sáng và mua gia tăng khi mà nó vượt qua 23. Đó thì em đánh giá là rất là ổn nhá. Sáng thì nó quanh cái vùng giá đầu tham chiếu là chúng ta đã có rồi. Sau đấy thì chúng ta mua nó <laughs> chúng ta mua thêm khi vượt là 23. Nói chung là em vẫn đánh giá rất ổn cổ phiếu này không vấn đề gì nhé. Ổn mục tiêu thì nó sẽ hướng đến cái vùng giá 24.5. mục tiêu nó hướng đến đây. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu Uhm, DGC đúng không? DGC mua con này thì Nam đánh giá vẫn ổn nhá, không vấn đề gì đâu. Nó vẫn đang tích lũy tạo nền ở đây thôi. Thì hai hôm nay nó chưa tăng được là sở dĩ là vì hai kiếm nó còn xa. Thì góc nhìn của em Nam là kiếm của nó sẽ dần tiến tiến đi lên. Thì trong các phiên giao dịch tiếp theo nhé con này cứ có vùng giá 95 anh chị lấy được. Thì chúng ta sẽ sẵn sàng đánh cho một cái nhịp vượt đỉnh và cái mục tiêu là 100 110. Góc nhìn của em Nam là có thể lên được 110 đâu đó khoảng 15% với cái nền này nhá. Đấy là con DGC. Uhm, tiếp theo chúng ta có DCM Đấy, DCM thì hôm nay có cái vùng mua quanh giá 32 khi nó nó phá được cái uh, đường tê can và cái run trong khung tuần cũng như là vượt qua được cái đường giao găm thì quanh vùng giá 32 32.3 ở đây là chúng ta mua được nhé Thì uh, mục tiêu con này thì uh, góc nhìn của em là nó là một cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao và ben bắt đầu mở ben lên mở ben trên mở lên ben dưới mở xuống rồi và MACD chuẩn bị lên hay không thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng con này nó về được quanh vùng giá 35 35.5 35 36 ở đây nhá đối với cả DCM con này mình chọn con này không chọn DPM vì DPM nó vẫn đang ở dưới. Anh chị. Nó vẫn còn khá là xa. Con này DPM thì nó khi mà tăng ấy, thì nó sẽ gặp cái vùng cản 35 rất dày. Còn DCM thì nó vượt qua rồi. Thì chúng ta chọn DCM nhé. Rồi tiếp theo nhóm dầu khí thì uh, chúng ta có con PVD quanh vùng mươi 26. Thì hiện tại nó về cái vùng đỉnh cũ ở đây. Thì uh, nó gặp cái vùng đỉnh này nó trước lại tích lũy một vài phiên rồi nó tăng nữa. Nó kéo cái đường TK này lên này. Đó, để nó tăng tiếp nhé nói chung là nhóm dầu khí thì anh chị có hàng cứ nắm giữ chung dài hạn em nghĩ là không vấn đề gì đấy, con này nó bắt đầu nó vượt trước này, này. đấy nó test lại một vài phiên ví dụ hôm nay nó test lại vùng giá 37.7 37 này 37.8 này chị mua được này khả năng nó tích lũy vài phiên rồi nó tăng tiếp nhé đấy là PVS này ra có BSR bắt đầu cũng có các tín hiệu nhưng con này thì đang yếu hơn đúng không PVD PVS BSR yếu hơn chúng ta có PVB này PVB cũng đang tích lũy khá là tích cực ở đây thì góc nhìn của em là khả năng nó sẽ không sớm tăng thôi nói chung là dầu khí thì nó thiên về cái việc nắm giữ hơn anh chị nhá à, tiếp theo chúng ta sẽ đi một vài các cổ phiếu đầu tư công chúng ta có VCG hôm nay chúng ta tham gia ngay đầu phiên sáng đúng không con này khi nào mà nó vượt được cái vùng giá 24.3 ấy, ấy nó phá được khách sạn tuần ấy, thì khả năng là nó sẽ có cái nhịp tăng về lại được cái vùng giá 27 trên này tất nhiên là nó phải phá khách sạn tuần trước nhé hiện tại khung ngày của nó vẫn đang rất ổn nhé chưa có vấn đề gì đâu có nhìn của em là nói chung là ổn đấy chị à, đầu tư công thì nó cũng sẽ tăng thôi. tất nhiên bây giờ nó chưa phải nhóm cổ phiếu mạnh so với thị trường nhưng mà với cái nhịp tích lũy như này thì nó cũng sẽ sớm tăng. chúng ta có lên LCG này đang tích lũy rất là tích cực và vượt qua được cái giao găm rồi. đấy thì mục tiêu của con này thì trước mắt là quanh vùng giá 13.3 nó vượt được thì nó có thể lên được cái vùng giá 14. Chúng ta có HHV này, HV quanh cái vùng giá hiện tại là quanh 15.5. nói chung là vẫn ok thôi anh chị nhé. nói chung là đầu tư công thì nó tích lũy được hai tuần rồi một đáy hai đáy. thì bây giờ nó chỉ cần anh chị có sẵn cổ phiếu này. Ấy. <laughs> bây giờ nó vượt 16 anh chị gia tăng. Đấy, ví dụ như là LCG thì nó vượt rồi chúng ta có VGC thì nó vượt 24.3 là anh chị gia tăng nhé Đấy, vượt 24.3 là anh chị gia tăng à, không có vấn đề gì cả đối với VCG à, Ok à, chúng ta có FCN FCN thì yếu hơn chút nhé nhưng mà khả năng nó cũng sẽ tăng được con này khi nào nó vượt được 15.3 thì bắt đầu nó sẽ tích cực nhé Ok nó bắt đầu đi qua các cái vùng 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 eo mây và có thể phá được đấy. À, anh chị mà muốn lấy thì vẫn lấy đầu tư công được nhưng mà em cũng chia sẻ luôn là nó sẽ chưa phải là cái nhóm mạnh hơn so với các cái nhóm còn lại như bất động sản hay là chứng khoán hay là thép anh chị nhé nó sẽ chưa bằng những cái nhóm đấy nhưng khả năng góc nhìn của em nam là sẽ lên được nhé rồi chúng ta nhìn xem còn nhóm nào không để em nhận định tiếp cho các anh chị bất động sản khu công nghiệp rồi à bán lẻ chúng ta sẽ nhìn một chút về bán lẻ chúng ta có FRT FRT thì sau khi vượt đỉnh anh chị nó đang có các cái xu hướng test lại vùng đỉnh trước và hiện tại cũng chưa có vấn đề gì nhé FRT khả năng là vẫn có thể là tích lũy nó cần tính lũy thêm anh chị cần tính lũy thêm cái vùng mua của nó thì chị chú ý vùng 12, 20 quanh vùng giá 98 đến 98.5 chúng ta có pet này pet thì mục tiêu sẽ là quanh vùng giá 26 chúng ta có M với kfg M với kfg thì <laughs> hôm nay nó test lại test lại 120 20 xuống thì góc nhìn của em nam là anh chị nào muốn lấy thì quanh vùng giá hiện tại anh chị có thể chú ý nhá chú ý tuy nhiên là mình sẽ không ưu tiên cổ phiếu này vì nó là cổ phiếu yếu so với các cổ phiếu còn lại ví dụ như em chia sẻ với anh chị là các cái cổ tốt cổ phiếu siêu mạnh là chúng ta có chứng khoán chúng ta có thép có bất động sản đúng không chúng ta có um, nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng khá là mạnh anh chị thì đấy là những cổ phiếu chị nên tập trung vào mà tránh tham gia những cổ phiếu này góc nhìn của em là như vậy khi mà thị trường tăng thì khả năng nó cũng tăng được thôi nhưng mà nó không mang lại cái hiệu quả cao bằng các cái cổ phiếu khác anh chị nhá chúng ta có cổ phiếu VHM đấy thì đang tích lũy test lại vùng đáy trước thì đây vẫn là cổ phiếu mà mình vẫn đang chú ý anh chị khi mà nó test đáy thành công nó bật ngược trở lại một cái tức là nó có một cái cây mà nó phủ nhận cây này ấy. thì đấy sẽ là điểm mua nhé. Thì khi đấy nó sẽ có phân kỳ ba đoạn anh chị. Thì góc nhìn của em là uh, vẫn ok thôi không có vấn đề gì cả anh chị nhé. Ok thì đấy là toàn bộ những cái điều Nam muốn chia sẻ với chị trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi cái video này. Anh chị cần tìm người đồng hành thì nhớ liên hệ với số điện thoại của em Nam 096 398 3379 để nam hỗ trợ thêm cho anh chị để anh chị vào trong các du vip anh chị nhé mở một cái tài khoản vps mới hoặc là chuyển id về em nam quản lý hoặc là tham gia hình thức thu phí thì liên hệ với số điện thoại 096 398 3379 để em hỗ trợ thêm cho anh chị bây giờ thì xin chào các anh chị chúc anh chị một cái buổi chiều tốt lành và hẹn gặp lại trong các cái chương trình livestream cũng như là trong các cái video tiếp theo của em nam bye bye mọi người